những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Trường Giang đi Mỹ làm xô, Nhã Phương vất vả chăm sóc con nhỏ. Khi Trường Giang vắng nhà, Nhã Phương bận rộn với công việc và chăm sóc con nhỏ. Dù gia đình hỗ trợ, nhưng cô vẫn tự làm nhiều việc để từng khoảnh khắc được bên con. Trường Giang Nhã Phương kết hôn vào tháng 9, 2018, sau hơn 3 năm yêu đương đầy sóng gió. Từ ngày về chung một nhà, nam danh hài luôn cưng chiều bà xã hết mực. Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà, thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu, riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa, vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu có sai, phụ nữ, nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa, nữ diễn viên tuổi thanh xuân tiết lộ trên trang cá nhân. 4 tháng sau khi nên duyên vợ chồng, tháng 1, 2019 thông tin Nhã Phương sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh được nhiều tờ báo đưa tin. Tuy nhiên một thời gian dài sau đó, cặp vợ chồng nổi tiếng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận thông tin này, mà Nhã Phương chỉ ấp mở đến một thời điểm chắc chắn và thích hợp cô sẽ nói. Tháng 8, 2019, Nhã Phương đăng tải bức ảnh gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình nhưng ngày lễ vu lan kèm dòng tâm sự dài xác nhận việc sinh con đầu lòng. Tình mẫu tử, cho dù có nói hay, nói nhiều đến đâu cũng chẳng bao giờ là đủ. Đôi khi chỉ đơn giản là con được ăn một món mẹ nấu, con được thấy một nụ cười hay một ánh mắt rạng ngời của mẹ là con đã cảm nhận được sự trọn vẹn của một cuộc sống hạnh phúc bình an. Lúc này hơn bao giờ hết, con thật biết ơn cuộc sống đã cho con cơ hội được trải nghiệm điều thiêng liêng ấy. Những ngày tháng tới đây, con sẽ lại biết chăm sóc, biết hy sinh cho thiên thần bé bỏng của mình như những gì mẹ đã từng làm cho con. Đứa trẻ hạnh phúc nhất là đứa trẻ luôn có một người mẹ yêu nó nhiều hơn, yêu chính bản thân mình. Đúng thật sự, khi ôm ấp tình yêu bé nhỏ trong tay thì con lại càng thấm và hiểu mẹ nhiều hơn. Chỉ cầu mong sức khỏe và bình an cho mẹ, để mẹ tiếp tục đồng hành cùng con trong một hành trình mới, hành trình làm mẹ, Nhã Phương viết. Hơn một tháng kể từ ngày công bố thông tin sinh con, Nhã Phương thoải mái hơn khi tâm sự về chuyện làm mẹ và những trải nghiệm bên con gái. Cách đây ít ngày, Trường Giang đã bay đi Mỹ chuẩn bị cho live show Qua Tay Lấy Vợ được tổ chức ngày 21 tháng 9 tới đây. Trong khi ông xã vắng nhà, Nhã Phương bận rộn với công việc và chăm sóc con nhỏ. Cũng như những bà mẹ khác, cô luôn muốn mang mọi thứ tốt nhất đến con. Trải nghiệm lần đầu làm mẹ với biết bao bỡ ngỡ, Nhã Phương gặp không ít khó khăn khi chăm con nhỏ. Nhưng nhìn bé khỏe mạnh lớn lên hàng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Những ai có con cũng sẽ hiểu khi có con, mọi thứ thay đổi khủng khiếp. Thời còn son tôi không nghĩ có con lại cực vậy đâu, có con và nuôi con mới hiểu cực đến mức nào. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng không thể tránh được việc căng thẳng lo lắng khi con sốt, vệ sinh cho con. May mắn là tôi có gia đình hỗ trợ chăm sóc con. Tuy nhiên, tôi không muốn mất đi những khoảnh khắc trưởng thành cùng con, nên đích thân làm nhiều điều như cho con bú, tắm cho con. Con tôi chỉ có hai điều khiến bé phải khóc, một là đói, hai là vệ sinh không sạch sẽ khiến con khó chịu. Hồi xưa khi đi làm, tôi có rất nhiều niềm vui khác. Hiện tại niềm vui duy nhất của tôi là con tôi không khóc, không bệnh. Con được thoải mái về tinh thần, phát triển tốt, không bệnh tật là điều hạnh phúc nhất của tôi lúc này, Nhã Phương viết trên trang cá nhân.